Xin chào các anh chị, thì hiện nay ở phòng trưng bày của Viễn Đông đang có hai máy ép đông mía là một dòng P1500 và một dòng máy P2800 sử dụng để ép hai cây cùng một lúc. Và ngay trong video ngày hôm nay, để anh chị có thể lại biết được cái khả năng ép đông mía của nó thì em sẽ cùng anh chị test thử vận hành hai chiếc máy này nhé. Và ở bên cạnh em đây em cũng đã chuẩn bị rất là nhiều mía này, hay là quất cũng như là cốc để có thể là làm một món đông mía siêu sạch cũng như là ngon, thơm mát vào mùa hè. Và như anh chị có thể thấy là ngay sau khi mà mình đưa mía vào ấy thì nước mía đã chảy ngay từ vòi ra rồi. Và cái nước mía này đã được lọc qua một cái tấm lọc, vì thế nó sẽ không bị dính những cái cặn mía gây khó chịu khi mình uống. Và sau ép xong thì em đã có một cốc nước mía rất là thơm ngon rồi. Thì với cái dòng máy này em đánh giá là nó có khả năng ép mía khá là tốt cũng như là có độ bám mía rất là cao. Tiếp theo, em sẽ cùng anh chị vận hành thử xem là chiếc máy ép mía P2800 dạng dòng máy cắt gọn xem nó hoạt động như nào anh chị nhé. Dòng máy này thì sẽ có kích thước họng lớn hơn, anh chị có thể là nhét được hai cây mía cùng một lúc. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay, ngoài việc là em sẽ thử ép hai cây mía cùng lúc, em sẽ có ép thử ba cây cùng lúc xem là cái dòng máy này có vận hành tốt hay không. Thì bây giờ em sẽ thử cho hai cây vào anh chị nhé. Thì em vẫn sẽ mở công tắc này và đưa hai cây mía vào trong họng anh chị nhé. Nước mía đã chảy ra luôn rồi này, rất là nhanh. Thì đấy, như anh chị có thể thấy là khi mà mình đưa hai cây mía vào mà có kích thước quá là lớn cũng như là có cái độ cứng cao ấy thì máy sẽ có hiện tượng là chết máy. Tuy nhiên thì việc khắc phục khá là đơn giản, mình sẽ chỉ cần tắt công tắc và vặn ngược chiều lại và rút cái cây mía vừa ép ra. Sau đó thì mình sẽ làm lại như từ ban đầu. Việc ép hai cây mía đúng công suất của nó nên là dòng máy lại ép rất là tốt. Vậy thì bây giờ em sẽ thử ép ba cây mía cùng một lúc xem là nó hoạt động có tốt hay không nhé. Em đã chuẩn bị cả ba cây mía đây rồi và em sẽ đưa vào trong họng ép của nó. Đây, như chị thể thấy là nó ép rất là tốt. Bộ du lô ép rất là kiệt, có lẽ là phải đến khoảng 98-99% cơ. Và vừa rồi thì em cũng đã sử dụng chiếc máy P2800 này để có thể là ép ba cây mía cùng một lúc. Và bây giờ em hãy cùng anh chị là kiểm tra xem cái phần bã mía liệu xem là nó ép kiệt đúng như là như em nói không. Như chị có thể thấy là phần bã mía rất là tơi cũng như là khô, gần như là sẽ không phải ép lại nữa. Thì vừa rồi em của anh chị cũng đã thử vận hành cũng như là ép nước mía bằng hai chiếc máy ép nước mía P1500 và P2800 này rồi. Và như chị có thể thấy là thành phẩm nước mía rất là trong cũng như là không dính những cái cặn của mía. Và thứ hai nữa chính là cái khả năng ép nước mía của nó thì rất là kiệt, lên đến 97-98% cơ. Nên là mình sẽ hoàn toàn không cần phải ép lại mía, ép lại ba mía nữa. Còn hai mẫu máy này đều có những cái thiết kế như là máy để bàn này, hay là dòng máy xe đẩy, máy xe cắt gọn, hay là dòng máy xe đẩy có kính. Thì anh chị có thể là lựa chọn cũng như là tham khảo phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn bây giờ thì em xin mời anh chị thưởng thức cái món nước mía này cùng em nhé.